Bây giờ mình test cái bộ livestream giá rẻ nha. Hát một đoạn rồi sẽ nói về chi tiết sau nha. Bộ mới nhất, nó có Bluetooth nha mọi người. Đây có Bluetooth luôn. Bản mới vừa 2019. Ngày còn em bên tôi, lời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn em bên tôi, trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày thần tiên yêu dấu lên môi. Tiếng đẹp lời êm trên môi, có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên tôi, là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi, chẳng còn soi bước đôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi. Gió lòng chiều rủ chơi vơi, ước mộng tìm phút mê đời. Ngày mắt lệ nhỏ tiếng phân ly, không một lần cho mãi mãi xa nhau từ đây. Thôi hết rồi mơ ước xưa. Ok, hát một đoạn vậy thôi. Bây giờ mình giới thiệu về cái bộ livestream này nhá. Đầu tiên là một cái con V10 2019, nó có tích hợp bằng Bluetooth. Tiếp theo thì là một cái mic XOX AT100. Rồi, chỉ cần hai món này thôi là anh chị các bạn chúng ta có thể hát livestream và thu âm trên điện thoại, trên máy tính thoải mái nha. Vì cái này dây livestream nó đi kèm theo rồi, anh chị các bạn có thể dùng một cái tai nghe điện thoại của mình là hát được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Thì nó cũng giống như cái mẫu cũ thôi, cái mẫu trước mà anh chị các bạn từng thấy ha. Nhưng con này nó khác, nó có Bluetooth. Thứ hai nữa là âm nó, cái nhạc của nó rất là sắc và nó to hơn, to hơn mấy cái dòng trước. Đầu tiên đây là cái cổng mic, cái cổng tai nghe. Cái dòng tai nghe này thì anh chị các bạn có thể kết nối cái tai nghe mà nó có mic. Như tai nghe điện thoại nó có cái mic, chúng ta hát bằng cái tai nghe cũng được, không cần phải gắn cái micro này làm gì. Đây là cái tai nghe thường. Đây là cái cổng lấy nhạc. Đó, cái cổng này anh chị các bạn lấy nhạc ha. Lấy nhạc bằng cái dây này. Đây cái dây hai ngấn này. Đó. Còn con dây livestream thì nó sẽ là ba ngấn. Thì nó khác nhau. Anh chị nhớ chú ý và phân biệt rõ nha. Đây là live 1, đây live 2. Anh chị muốn live cái cổng nào cũng được. Đây cổng micro. Còn cái cổng này thì là cổng sạc, sạc điện, sạc pin. Khi nào hết pin rồi chúng ta bấm vào, cắm vào đây sạc. À, cái cổng đây là cổng kết nối qua máy tính để lấy nhạc trên máy tính hoặc là thu âm, ghi âm gì trên máy tính nha. Còn cái cổng ngoài này mới là cổng sạc. Sạc đây là cổng tắt nguồn. Ok. Ở đây là cái nút chỉnh jet mic. Đây là bass mic. Đây là music. Đây là âm lượng lớn nhỏ của nhạc nè. Ly. Đó. Còn đây là khi chúng ta thu âm trên máy tính, chúng ta mới sử dụng cái nút record này. Còn đây là âm lượng tổng, monitor là tổng âm lượng vừa nhạc vừa lời luôn, vừa tai nghe luôn. Đây là cái mic âm lượng lớn nhỏ, mic này nhỏ nè, to nè. Còn cái này là echo, chế độ vang đó. Rồi khi mà chúng ta hát thì chúng ta chọn cái nút KTV, chúng ta bấm đây KTV đây. Rồi chọn cái nút này. Còn này là âm trầm, đây nút này MC. Rồi cái này là khi chúng ta hát autotune thì chúng ta vô cái chế độ này. Còn đây là giả giọng, autotune ở đây. Rồi đây là giả giọng. Đây giả giọng. Hai sáu một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười.
1, 2, 3, 4. Lần cuối mắt lẹ nhỏ tiếng vân ly, khóc một lần cho mãi. Rồi đó, anh chị các bạn nghe ha. Đó rồi, nó rất là vui. Ở đây là những cái hiệu ứng vui nha. Cái nút BT này đừng có bấm, bấm xuống là nó mất nhạc. Rồi, ok. Ở đây là nút vỗ tay, tiếng súng bắn này kia, linh tinh lang tang ở dưới này. Rồi, dưới đây là những cái chế độ nó dễ hơn chỉnh cái con K10 rất là nhiều. Mà âm thanh rất là sạch, live stream là ok lắm. Habigo này kia. Lâu rồi mình làm một cái thiết bị âm thanh lớn. Nay là mình thấy cái mẫu này nó vừa ý, rất là vừa ý, và nó giá cũng rẻ nữa. 1, 2, 3 món. Món này. Đây. 2 món. Đây, cái dây này là dây sạc hoặc là dây cắm máy tính nè. Dây này lấy nhạc nè, dây này dây kết nối livestream nè. Ok. Đơn giản vậy thôi. Mà giá nó lại mềm mà rẻ nữa anh chị các bạn hát. Hát hò livestream thoải mái. Rồi, anh chị nào quan tâm thì liên hệ với em theo số điện thoại 0937381978, 0906041727. Do giá cả nó lên xuống, mấy cái thiết bị livestream này giá cả lên xuống liên tục, nó không có đứng. Cho nên là anh chị các bạn nào cần giá thì cứ liên hệ với em trên Zalo, số điện thoại 0937381978 để em tư vấn và báo giá trực tiếp cho nhé. Ok, lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.